Thưa quý vị thân mến, hôm nay thì lại đi qua cái cầu quen thuộc này. Cầu này là cầu của nhà giàu. Đang đi vô thăm gia đình nhà giàu. Nhưng mà do buổi ngày thì Tuấn Vĩ bận nhiều công việc á, nên Tuấn Vĩ tranh thủ đi buổi tối. Chào bác. Dạ. Bác khỏe không? Dạ. À, cũng mấy tháng trời rồi ha, 6-7 tháng rồi con mới trở lại đây. Dạ. 7 tháng có rồi. 7 tháng nữa. Dạ, vô đi bác. Dạ, chào bác. Bác khỏe không? Dạ. À, khỏe. Dạ. Rèn quá cũng chưa về luôn. Ờ, con đã dặn nó ở nhà để mà con bàn công việc để mà. Thôi nấu không có được đâu hả? Đi à. Ồ, có cây mai này ha. Có cây mai bắt đầu nở ha. Ồ, đẹp quá. À. Dạ, nó nở thì đẹp á. Giàu làm sao hôm nay có đi làm gì không? À, dạ, để con cài cái micro cho bác ha, mình trò chuyện chút xíu ha. Rồi bác ngồi bên đó cho nó sáng đi. Thì như vậy, hôm nay thì con qua đó là cũng cuối năm rồi. Là con qua có một số quà của Mạnh Thường Quân đó có gửi cho gia đình mình. Nên là con qua tranh thủ đưa để mình có xài Tết. À, đây là dầu gội nè. Dầu gội, dầu tắm này kia này của Mạnh Thường Quân gửi về mà con cũng không có nhớ tên của ai nữa. Đó, để hồi nữa chia ra cho ông Quệ lấy về nè. Thằng Điền đâu Quệ? Điền bển hả? Kêu ông Điền qua đây luôn đi, hồi nữa lấy quà nè. Đó, đây là dầu gội, dầu tắm này kia này của Mạnh Thần Quân gửi mà con cũng không nhớ nữa. À, ông Điền qua đó rồi ha. Khỏe không Điền? Còn đây là gạo lứt nè. À, có nghĩa là quên, không phải gạo lứt mà là ngũ cốc gạo lứt của một Mạnh Thần Quân mà con cũng không nhớ tên của ai nữa. Thôi, gửi làm từ thiện nên cũng không cần thiết giới thiệu lắm đâu. Rồi còn sữa này đó là sữa của chị Đạt Lý. Sữa của chị Đạt Lý gửi 4 hộp sữa này là sữa Ensure cho người lớn á, người già đó, bác với bác trai uống được. Còn giàu quá còn trẻ. Còn cái này là thuốc cái ly gì Telanon hay gì nè, là cái này đó là để chống cảm cúm hoặc là có triệu chứng mà nhức đầu này kia đó thì mình uống viên. Đó, giàu nhớ không giàu? Giàu ngồi đây đi giàu. Đó. Ngoài ra nữa đó. Ngoài ra nữa thì của chị Đạt Lý còn có hai chai dầu nước xanh. Dạ đây nữa. Dạ hai chai dầu nước xanh. Và bên cạnh đó thì có 300 đô của cô Huệ Nguyện. Dạ cô Huệ Nguyện có gửi 300 đô là mục tiêu á, là để cho nhóc này nó học nè. Nhưng mà nghe bác nói là nhóc này nó bệnh. Nó bệnh từ hôm nào tới nay á, cả tháng rồi đó. Dạ. Thì chú biết hả mọi người, đâu có tiền đâu. Rồi dạ. Đi lên trên chú Tùng á, rồi mua chịu cho nó uống không. Chú thấy giờ nó ốm không? Dạ. 300 đô đổi ra tiền Việt đó là được 6 triệu 9. Dạ. Rồi con gửi cho chẳng 7 triệu luôn nha. Dạ. Dạ. Đây là 7 triệu bác ha. Dạ. Dạ, để con gửi. Giàu biết đếm không? Đếm được không? Đếm dùm cho mẹ coi. Đếm thì anh chỉ rồi anh đếm. Rồi bây giờ anh hỏi giàu nha. Hỏi đơn giản thôi. Tờ này tờ nhiêu? 500 thì em biết chứ. 500. Dạ dạ. Cái tờ này 700 em biết chứ. Hả? 700 em biết. À tức dạ. Là hai tờ là 700 ha. Dạ dạ dạ. Biết. Nhưng biết. Ví dụ nhiều quá thì em tính cũng như, em nói anh là nhiều quá làm cộng quá em tính không được thôi chứ nếu mà lẻ lẻ thì làm được. Lẻ lẻ thì được phải không? Dạ dạ. Vậy hai tờ 200 với một tờ 500 này là nhiêu? Cũng như là 900 thì phải không? Ờ đi, đúng dạ. Rồi. Dạ. Ủa, cái... Mà nhưng mà có cái là nhiều quá thì em cũng dạng em không học quá nhiều quá em tính không được thôi. Em tính không được thôi. Chứ còn nếu mà có lại cũng dạng cái đích thì em làm được. Nhưng mà đưa ra thực tế như thế này thì đếm được đúng không? Dạ dạ. Rồi bây giờ 700 cộng với tờ 500 này nữa. Là dạ. Lấy nhiêu? Không khi đó thì cũng thôi làm cộng anh vậy rồi đó cái đó cũng như là không biết á. Bây giờ không biết rồi em nói là thiệt là không biết biết. Không biết. Vậy thì khi nào mà ví dụ như làm ra được nhiều tiền thì làm sao? Thì cái đó không biết sao bây giờ, giờ đây nè bây giờ anh vậy à? Dạ. Bây giờ nói đơn giản nè là hai tờ 500 dạ đó là như là triệu tư không biết ở đó dạ. Triệu tư biết dạ. Bây giờ đây thêm 3 tờ 500 với 2 tờ 200 nhiêu cũng làm cộng đó cũng như suy nghĩ lắm mới biết chứ còn thì suy nghĩ ngay bây giờ nè bây giờ nè 3 tờ 500 với 2 tờ 200 là bao nhiêu tiền
tính đi. Rồi, suy nghĩ lâu lắm dễ ơi, không được đâu. Em suy nghĩ lâu lắm. Trời ơi. Thì bây giờ nhìn trước mặt đây luôn nè, đưa ra trước mặt đây luôn nè. Biết rồi, nhưng mà có ai, em tính cũng cũng lâu lắm em mới ra được. Mà nó mượn số tiền nhiều quá hen. Dạ. Được. Cái đạo ngay chủ người ta kêu tôi đi. Vô, à, trả tiền. À, chủ kêu vô trả tiền. Thì bây giờ nếu vậy thì giàu tính đi, vậy từng này hai tờ 500 với cái này là giàu biết rồi cái gì? Dạ, dạ. Tính đi là bao nhiêu? Đó nó là triệu tư. Rồi triệu tư. Triệu tư cộng với 500 này nữa. Rồi đó con thôi cộng cộng nó vụ đó nó bởi vậy nó không biết vụ đó. Trời ơi trời. Không, không phải là không biết, cũng như dạng mà phải tính từ từ cũng như bị không rồi, học lên vậy. Bây giờ cho giàu tính từ từ luôn đó. Là triệu tư cộng với 500 là bao nhiêu? Tính từ từ đi. Không, không có vậy. Vậy mai mốt này là triệu chín nữa ta. Phải không? Phải vậy nè. À biết mày. Triệu, triệu tư cộng với 500 là nhiêu? Được không? Trời ơi. Trời ơi, tí đừng chỉ. Tí đừng chỉ. Đừng chỉ để mai mốt thì nó còn đếm tiền nữa chứ. Rồi mai mốt thì ví dụ như người ta em làm nhiều ngày rồi làm sao đếm tiền. Yeah. Rồi bây giờ vậy nè, bỏ cái vụ 200 này đi. Bây giờ tính tờ 500 thôi. Bây giờ đây là ba tờ này bao nhiêu? Ba đó là vụ gửi. Rồi. Yeah. Vậy bây giờ 4 tờ 2 triệu. Giờ thì em biết thì chẳng chẳng thì em biết mà nhưng à, mà chẳng lẽ biết. Yeah. Ừ. Vậy đây là 4 tờ là 2 triệu. Yeah. Ừ, 2 triệu cộng với 200 ngàn này. Lần 2 triệu 2 vậy em biết. Là nhiêu? Là nhiêu? 2 triệu 2. À là 2 triệu 2. Yeah. Ok. Còn ví dụ như ba tờ này, ba tờ 500, đó, ba tờ 500 với 1 tờ 200 là nhiêu? Không khó. Lẽ lẽ là không biết hả? Dạ, cũng như tính tính từ từ biết anh ơi, chứ còn nếu mà nghe bây giờ em có học mà. Đó, thì... Vậy bây giờ nè, vậy bây giờ em tính đây coi có đủ 7 triệu chưa? Đi dùng cho mẹ coi. Rồi, thôi không, bây giờ anh đưa, để anh đưa. Không biết đếm. Đó. Ôi, khổ ghê. Vậy thôi con gửi bác 7 triệu hả bác ha? Là 300 đô anh vậy? Đúng rồi, 300 đô. Yeah. 300 đô là được 6 triệu 9. Yeah. Ừ, 6 triệu 9 với anh Vĩ làm cho đủ là Vĩ gửi thêm 100 ngàn nữa. Yeah. Cho nó đủ là 7 triệu. Yeah. Đó, bắt đếm đi. Ôi trời ơi, đếm vậy đúng thôi. Yeah. Còn rồi hổm giờ thì cô Út có kêu đi làm này kia không? À, không luôn anh Vĩ ơi. Ừ. Yeah. Đó, thì bây giờ chuyện của em thật sự bây giờ anh... cũng không có dám nói nữa, không dám bàn nữa. Bởi vì cũng có nhiều cái nó nói là bàn thì em cũng không theo ý anh được nên là làm sao bàn giờ. Còn Tết nay thì chuẩn bị được cái gì rồi? Chuẩn bị gì đó anh ơi, có mà không được gì chứ. Bị gì đó, anh bị dịch đã rồi, mà Tết thì gần Tết tới rồi ai đâu kêu làm đâu. Không ai kêu làm chứ, người ta thủ Tết không, người ta nói kêu mình làm. Hai cha giàu là mừng rồi đó. Dạ. Hai cha giàu là mừng rồi đó. Ủa sao hai cha giàu lại mừng? Bị mà dầu hết sức hết rồi đó. À sức hết vậy đó hả? Ừ. Còn đây là dầu gội thì sữa tắm này kia nè. Có Mạnh Thường Quân gửi về cho con nhiều lắm nhưng mà con quên tên rồi. Mà Mạnh Thường Quân cũng kêu con đừng giới thiệu tên nữa. Thôi thì người ta gửi làm từ thiện thì con gửi rồi cái này là điện đâu, điện đâu kia. Rồi cái này là ấy nè, cái này là ngũ cốc gạo lứt. À quên điền nữa, hoàng điền nữa. À hoàng điền. Rồi em cài cái micro cho anh điền cho anh cái dạo. Cài đây anh gì? Ờ, rồi đưa anh cài cho. Rồi cài nó lật ngược không à. Sao mà mặc cái áo này mà sờn hết trơn vậy điền? À điền khỏe không? Điền khỏe không? Cũng hơi khỏe vậy ơi. À hơi thôi hả? Dạ. À vậy thì sao mà hơi thôi? Nó không được khỏe nhiều hay sao? Cũng không được khỏe gì không. À không được khỏe gì không. Vậy lâu nay thì Điền làm gì? Cũng tưới đồ cũng bị bạ cũng mặn gì. À tưới đồ là sao anh Vĩ chưa có hiểu? Tưới đồ trong vườn đó chú. À tưới cây á hả? Tưới cây á. Dạ. Rồi bây giờ để con nói chuyện với Điền chút xíu ha. Bác gái ha, bác gái đừng nhắc ha. Dạ. Rồi ba mẹ sao có khỏe không Điền? Dạ mẹ vẫn cũng không được khỏe gì không. À không được khỏe gì không. Ừ. Rồi con mắt của Điền lâu nay làm sao, còn nhìn thấy đường rõ không? Thấy. À thấy nhưng mà trợn mắt lên anh Vĩ coi sao mà kéo mây quá vậy nè, nhìn thẳng anh Vĩ coi. Sao mà có mây rộng nhiều quá vậy nè. Không biết sao, không biết. À vậy có bị mờ không? Có bị mờ không?
Bây giờ mà nó có mờ không á? Dòm có mờ mắt không á? Không. 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 À vẫn thấy đường phải không? Cũng hơi thấy thấy. À cũng hơi thấy thấy. Dạ. Ừ. Đây năm nay anh chỉ có tặng cho em bài ca nào nữa không? À Tết tặng bài ca hả? À thì Điền muốn bài ca gì vậy? Tết anh gì ca bài Tết bài gì đó. À ca bài Tết đó hả? À để anh Vĩ hát cho Điền nghe á. Dạ. Ừ. Em ơi đô thành giờ đây anh sống không quen, đưa nhau lên tàu về quê ta sẽ nuôi heo, về quê mình tắm cho dạ, heo về quê mình có con heo vừa nữa rồi. Ờ có con heo nữa rồi. Chơi mà Tết chơi mai đồ không có heo. À Tết ca mai á ha, đừng có ca heo ha. Rồi rồi, rồi. Okay, okay. Rồi để anh Vĩ hát Tết hát cây mai này kia ha. Dạ. Ừ. Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Phải vậy không, được không? Dạ được, hay á vậy. À hay á ha. Dạ. Rồi bây giờ thế này, để bữa khác mình hát đi, hôm nay là mình trò chuyện ha. Dạ. Thì hôm nay đó là có Mạnh Thường Quân, là có chị Đạt Lý, là có gửi cho gia đình của em nè là hai hộp sữa Ensure, và một Mạnh Thường Quân khác là có gửi cho gia đình em là để coi ở đây là gạo lứt nè, sữa cái này là ngũ cốc gạo lứt, về là bóc ra nha, về xé ra đó, về xé ra rồi ngũ cốc gạo lứt ở trong đó rồi để mình xài Tết. Dạ. Đó còn cái này là dầu, này là dầu gội và dầu tắm luôn. Dạ. Là cũng của Mạnh Thường Quân gửi đó, rồi em bỏ vô trong bịch này đi ha. Dạ dạ. Đó bỏ vô đây đó, rồi nói cho anh Vĩ gửi lời thăm ba mẹ, bởi vì là do tối quá đó nên là anh Vĩ không có đi tới đi lui nghe. Dạ. Rồi em xách đi cái đằng sau anh Vĩ gửi nhà em chơi. À bữa sau. Dạ. Bữa hôm nay tối rồi, đi cái đường này dạ khó khăn quá, rồi bởi vì không có đèn đuốc dạ, dạ. gì đó anh cũng sợ dạ. rắn. Ừ. Đường này tới hù anh cái gì à? Dạ, đúng rồi. Tới hù à. Anh sợ lắm, sợ. Dạ, anh vậy giờ tới hù chui luôn á. Ừ. Dạ. Anh sợ hay sợ gà mổ. Dạ dạ. Ừ. Điền sợ. Em nhắn anh vậy cũng buồn. À nhắn anh vậy cũng buồn á hả? Người ta nhắc anh vậy. Sáu mấy tháng này. Ừ. Dạ mấy anh kia đồ em không thích vậy. Ừ, nói vậy mấy anh kia buồn sao? Mấy anh kia này em không có duyên lấy gì buồn. À, không có duyên với mấy anh kia. Dạ. Vậy đó hả? Dạ. Rồi nhưng mà nói vậy là sợ mấy anh kia nghe là mấy anh kia buồn đó. Dạ. Như là anh trường đâu không, em không biết. Thôi, đừng có nói, đừng nhắc tới người ta. Ừ. Dạ dạ. Đừng nhắc đến mấy người ca ta. Bài anh đã trường ca được không anh gì? Anh trường ca được không hả? Dạ. Anh cũng không biết nữa. Cái là bài ca gì lấy con cua anh nghĩ ca đó. À, lấy con cua hả? Không, em nghe đó. À, rồi để anh hát cái đứa con cua ha. Ngồi buồn tôi hát ly con cua, nắng mưa đời gian khó ai thâu chăng cho lòng. Hay quá. Bỏ ngang vui chén men nồng, đau xót xa lòng tôi đứng lặng bờ sông. Hay quá. Tình buồn lắm Điền ơi, đôi tay trắng che từng vết thương lòng. Tèn 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 tèn. Hay quá kìa. Hay được kìa. Vậy được kìa. À, vậy để bữa nào á là dạ. có thời gian nhiều hơn á thì dạ, dạ. anh hát cho Điền nghe nha. Dạ. Ừ. Em nghe anh thấy trong tiếng anh Vĩ ca bài đó đó. Bài gì? Lý con cua đó đó. À lý con cua. Nghe anh Vĩ đi bắt con cua như mương đó chứ. À vậy đó ha. Em thấy. Ồ vậy đó, sao? Chú Vĩ à. Làm cái bằng cái áo mà gì bông bông. À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Anh đi đi quay, ừ anh với bà xã đi quay ở ngoài ruộng á. Ôi ruộng cái đám đúng cỏ rồi, đúng, không à. Đúng đấy, đúng rồi. Như muông bắt con cua gì con cua. Ủa nhưng mà Điền Điền coi ở đâu vậy mà biết vậy? Ai bắt Điền coi vậy? Bên ngoài lộ á, cái nhà hàng xóm á. À nhà hàng xóm bắt anh cái gì em thấy. À em vậy thấy đó cái, ha. Anh cái gì bắt con cua đó. Em thấy. Nói vậy mới nhớ giật ra là cũng đi con cua. À dịch ra mới biết là lấy con cua. Lấy con cua. Ừ. Nha là lấy con cua. Rồi hôm bữa anh Vĩ thay mặt cho Mạnh Thường Quân có tặng Điền cái radio để nghe đó, thì Điền có nghe được không? Dạ. Được. Ừ. Hay. Ừ.
nguyên vậy nha, bây giờ còn bánh á. Dạ, dạ. Đó, rồi hồi nữa ra xe rồi anh lấy cho giàu ha. Dạ, cái này dạ. Là hai chai dầu xanh của chị Đặng Lý gửi ha. Dạ, cảm ơn anh Diễn nha. Ừ, rồi. Dạ. Bây giờ là cho anh nói chuyện với bác gái chút xíu ha. Dạ, Điền, dạ. Điền có thể ngồi một bên chơi được rồi ha. Dạ, dạ. Ừ. Bác rồi. Ghế này đi. Ừ, dạ. Đúng rồi, để nói chuyện với bác một chút. Dạ. Đúng rồi, bác ngồi ở đó ha, con trò chuyện với bác một chút. Là thế này nè bác, là nay á thì con thứ nhất là con qua thăm gia đình và thay mặt cho các nhà hảo tâm để gửi quà như những cái quà vừa rồi đó con trao cho gia đình đó. Bên cạnh đó đó thì còn có một cái chuyện quan trọng là câu chuyện của một cái gia đình ở trên Sài Gòn đó, là muốn làm xui với bác. Thì cái chuyện này con nói nghiêm túc chứ không phải là mình nói chơi chơi. Cho nên là trong cái 6 tháng trước đó thì con cũng có gọi điện cho bác, hình như con cũng có trao đổi một lần rồi bác ha. Dạ có. Dạ. Dạ. Thì trong cái việc này thì con thấy có vẻ như là hôm nay con hẹn kêu quá ở nhà mà tự dưng nó đi vậy, con không biết là nó sao. Đi à, không có nói được. À, hay đó, là nó cô không được cái bình tĩnh, chú thấy cái mặt nó có được bình tĩnh hay đâu. À, hay giờ... là hay là nó có e ngại là con bàn đến chuyện đó rồi nó đi không? Không, không nói đâu. Cái này làm hồi chú điện nó hán thì nó đi đâu rồi. Rồi tôi dòm lại tôi nói ủa quá đâu ơi, nó là đi rồi. Dạ. Thì đó cho nên là con cũng hỏi nghiêm túc về cái việc này, coi thử trong thời gian qua đó thì là gia đình mình có bàn về cái chuyện này hay không. Và ngược lại đó thì là cái việc mà gia đình ở trên Sài Gòn muốn là kết duyên giữa quá với con của cô đó. Dạ. Thì bác thấy thế nào cái việc này thì tôi nói chú Dĩ nghe thì dạ. cái hằng quá cái ý của nó thì nó chịu. Ừ. thì tôi chịu. Dạ. Chứ bây giờ nó không chịu rồi tôi chịu rồi tôi ở nó ở phải không chú? Dạ, Dĩ dạ. Hẳn chịu thì tôi chịu chứ bây giờ nó không chịu rồi tôi chịu rồi làm sao. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó là con hỏi cái việc mà trong cái tư tưởng của bác trước, là trong tư tưởng của bác mà bây giờ con cái quá nó lấy vợ vào thời điểm này thì bác thấy sao, có hợp lý hay không, và bác có hoan nghênh không, có muốn không? Tôi cũng muốn con tôi có vợ lắm chứ chú Dĩ. Ừ. Đằng sau khi đằng cho vợ chồng nó sống với nhau tôi biết tôi có sống đời nuôi nó không. Ừ. Dạ thì đó. Dạ. Thì ý con cũng muốn hỏi bác gọi là cái tư tưởng của bác. Dạ. Trước còn cái chuyện mà quá thì là cái chuyện đó là như bác nói là quá chịu thì bác cũng dạ, đồng ý. Tôi đồng ý. Ừ. Dạ. Chứ tôi nói thiệt tôi cũng muốn cho con tôi có vợ có nơi có chỗ chứ tôi đâu có muốn con tôi ở vậy đâu hoài đâu. Dạ. Năm nay nó cũng ngoài 30 rồi. 31 rồi. Dạ. Thì đó chứ đâu phải nhỏ nữa. Dạ. Dạ. Còn đối với giàu đó thì thật sự là con không có dám bàn vô nữa. Dạ. Cái đó bởi vì là trong thời gian qua đó thì con cũng có thật sự là con cũng có ý tác hợp cho nó như vậy đó, nhưng dạ. Mà cái việc nó diễn ra như vậy nên con cũng không dám nhắc thêm nhiều nữa. Dạ. Bởi vì mỗi con người nó có cái sự quyền tự do chứ mình cũng không nên áp đặt. Dạ. Dạ, đó là thật sự là như vậy. Ý con thì con có ý tốt, nhưng ngược dạ. Lại thì là nó không chịu thì thôi chứ giờ sao? Dạ, biết làm sao vậy? Dạ. Không kể. Dạ. Thì tôi cũng giá chỗ nào được cho hàng quá nó có vợ chưa rồi. Dạ. Vợ chồng nó sống giờ không lẽ tôi bây giờ tôi có sống được sống đời đâu. Dạ. Tết này tôi 71 rồi còn gì nữa. Dạ. Tôi cũng mà giá chào Phật cho nó được con vợ tôi cũng mừng nữa chú ơi. Dạ. Thằng mình có con dâu rồi khi mình bệnh hoạn nấu cơm nước cho mình ăn nó cũng đỡ. Dạ. Chứ giờ mình già rồi sao mình đi nấu cơm nổi. Dạ. Bây giờ nó thiệt bây giờ mà giờ tôi đi mần hết nổi rồi đó. Nó thiệt. Hỏi giờ già rồi giờ đi mần cái gì nổi nữa. Dạ. 71 rồi. Mà bên cạnh đó đó thì hai đứa tuy rằng nó có sức khỏe nhưng ngược lại không ai mướn thì cũng không như ai mướn cũng như không à chú ơi. Bây giờ thằng giàu đó từ hôm mà dịch tới nay là không có mặt một ngày nào đó. Ừ. Đó. Mà sao vậy? Trời ơi tôi nói chú nghe nha, đi bằng giấy thất nghiệp kìa, đưa giấy thằng giàu ra nói thôi không được, thằng này của Tuấn Dĩ rồi không được. Ừ. Là không được là nói không có được tiền luôn đó. Mà ừ. Nhà này được của mình không quá. Ừ. Đó. Vậy ý là lâu nay giàu không làm ra tiền là do dịch thì dịch là dịch chung rồi đó. Dạ. Dịch thì ai cũng dịch rồi đó. Dịch nhưng mà không ai mướn mận một ngày nào hết trơn á chú ơi. Ừ. Chú biết không kỳ đó trên xã cho được 90 kg gạo đó ăn tới ăn cái hết thôi rồi tưởng có kêu mận nó không có ai kêu một ngày nào hết. Ừ. Rồi vậy hỏi chú rồi xong.
bởi vậy cũng hơi kẹt. Bởi vậy sức khỏe thì có nhưng ngược lại là bây giờ không ai kêu mừng. Rồi ông tôi đó bà không bệnh 4 5 ngày mà chớ có tiền mua thuốc á. Rồi lên thằng tụi 1 triệu không. Dạ. Rồi chừng rồi cái có tiền đang trả. Thì cũng may phước trời, kỳ đó là cũng cất được cái nhà. Hồi đó là cái nhà trời ơi không dám vô. Dạ, không dám vô thiệt. Dạ, thiệt dạ, đó. Dạ. Từ hồi mà cất cái nhà đó ha mà tới mà phá luôn là tôi không có ngủ được đêm nào trong nhà đó. Không có ngủ, ngủ nhà dưới không à. Sao vậy? Sợ nó sập nó tưởng để chết chứ không. Yeah. Cái mặt này nha ta la nha chú thấy không, nó nứt tè lè hết trơn. Rồi ở sao nứt bét hết trơn sao. Yeah. Chú dám ngủ đây. Rồi gió mạnh cái nó ấy quan cái là chết. Nên cũng trời thương ha. Yeah. Trời thương rồi mạnh thường quân thương rồi. Yeah. Cất được cái nhà coi như một cái chỗ chui vô chui ra cũng. Yeah. An tâm hả bác ha. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ thì chỉ có làm để mà ăn thôi mà làm không ra ăn nữa. Không ra ăn nữa. Làm không ra ăn nữa coi như thua. À, vậy. Rồi Mạnh Thường Quân á, thì cũng giúp mình ở một mức độ nào đó và một thời điểm. Dạ. Nào đó chứ ai đâu mà giúp mình hoài. Hoài. Ừ. Đúng rồi. Ai đâu mà giúp mình hoài mà người ta thật sự mà nói là người ta gửi con cũng không dám nhận nữa. Cái tiền này nè là cái tiền này là cô Huệ gửi lâu rồi. Cô Huệ gửi hôm chưa dịch á. Dạ. Hôm chưa dịch á, cách đây cũng cả đâu gần 8 tháng có rồi đó. Dạ. Thì cô Huệ gửi hồi đó đó là để cho nhóc nó học đó. Dạ. Cho đến nay thì con mới có dịp con qua. Và nay cũng Tết đến rồi cho nên là thôi con gửi cho gia đình. Bởi vì nghe bác nói là nhóc nó bệnh này kia đó. Bệnh nó sổ mũi, sổ dãi nó hò chú ơi. Dạ. Nhưng mà con nói bác thế này nè. Là trước đây đó thằng giàu quá nó đã không có chữ rồi. Dạ. Thì sau này con của thằng giàu bác phải ráng chơi, đi học phải chơi. Ráng cho nó biết chữ nó vậy rồi. Rồi con nữa thôi ạ. Đó chứ không. Dạ. Rồi, bây giờ cha đã không biết chữ rồi con cái này kia không biết chữ nữa. Dạ. Là kéo theo một chùm luôn. Dạ. Cả một cái thế hệ sau này luôn nên là ráng cho nó học nha bác. Dạ. Ít nhiều gì cũng được phải ít nhất là cũng phải hết lớp 5 ví dụ. Dạ. Như vậy cho thì, nó biết chữ. Dạ, cho nó biết chữ. Dạ. Chứ còn không biết chữ là sau này cũng khổ lắm á. Yeah. Giống như giàu bây giờ là 3 tờ 500 với 2 tờ 200 là không biết bao nhiêu. Không biết thì nó không biết. Còn quá còn tệ nữa. Dạ. Yeah. Vậy ha. Yeah. Rồi còn mấy người chị trước đây thì sao có biết không? Chị nó giống như tay. Có biết không? Có biết chữ không? Chị nó không biết mà biết tiền hết trơn à. Tính toán biết ha. Biết. Tính toán biết hết trơn. Dạ. Yeah. Thì bây giờ vậy, con cũng qua trao quà và thăm hỏi gia đình như vậy rồi. Yeah. Mục đích của con thì con cũng muốn gặp khóa. Bởi vì như thế này bác nè. Yeah. Là cái gia đình ở trên Sài Gòn á có nói con á là có thể là đưa khóa lên trên đó chơi một chuyến được không. Và nếu không á thì là bữa nào gia đình đó muốn xuống dưới này chơi có được không? Được, thì chỉ muốn xuống thì xuống chứ gì. Chú. Yeah. Chứ có gì đâu. Dạ. Yeah, thì. Yeah. Đó thì con cũng hỏi để. Yeah. Cho đôi bên biết vậy đó. Dạ. Dạ. Ê nước uống đi chú vậy. Dạ yeah, con không uống đâu bác. Ừ. Vậy để con báo bên đó ha. Rồi. Yeah. Bên đó có thể là ra Tết xuống chơi hoặc là. Yeah. Khi nào quá về đó thì bác cũng trao đổi lại cái việc mà con muốn. Yeah. Bày tỏ vậy đó. Thì thực sự á, là con thì muốn tốt cho gia đình mình. Yeah. Và như giàu với quá đó, thật sự mà nói á, nếu ví dụ như không có người giúp thì nó rất là khó khăn về mọi mặt. Yeah, đúng. Khó rồi. Khăn về mọi mặt. Yeah. Mà cái chuyện lớn nhất đó là cái chuyện mình quá lấy vợ. Yeah. Cái việc mà kiếm ăn á, thì đã đành. Nhưng mà việc á, mà liên quan đến cả mà đời người đó là cái việc lấy vợ. Yeah. Chứ nếu ví dụ như mà lấy không đúng cái người vợ mà nó gọi là tâm đầu ý hợp và để cho nó tương trợ nhau á thì thật sự là nó lỡ cả một đời người. Yeah. Vì lẽ đó thì con cũng muốn tốt thôi. Cho nên. Yeah. Là cũng hy vọng là cái duyên nó tới á bác. Yeah. Ừ. Thì bác về bác trao đổi với quá bác ha. Dạ. Yeah. Yeah. Rồi. Dạo ơi dạo. Dạo. Dạ. Anh về nha. Về anh vậy? Ừ, trước khi về ngồi đây anh trao đổi chút xíu coi. À, lâu quá trời anh em không được trò chuyện gì hết trơn. Rồi vào ngồi đây đi. Vậy chứ dịch này làm sao. Ừ,
Rồi ngồi ngồi đây. Quá anh vậy đâu. Vậy thì sao anh em không có đi chỗ này chỗ kia rồi cua cô này cô kia này kia em, gì không đó em là vô đó em không có anh vậy ơi em là vô đó không có khi nào không đi đâu. À, vậy là chung thủy ha. À, em nói vậy vậy luôn á em không có thí dụ người ta còn đến cà phê pháo luôn em là không có luôn. Ừ. Có đi mặn không phải ở nhà với con cái cho mẹ hay không đi đâu chứ. Ừ. Dạ em nói vậy vậy em đi chỗ này chỗ kia hay là dạ làm vậy dạ. Rồi hỏi sơ một cái này tính chừng nào tiến tới cái việc là hôn nhân? Thì chừng nào tới thì đã tới chứ, chờ hướng thì hướng được. Dạ. Cái việc đó thì là theo ý anh rồi em không theo, rồi bây giờ rồi cũng... Không, cái duyên ngày đó luôn anh vậy ơi. Ngày đó rồi hả? Dạ, cái duyên trời sắp đặt vậy rồi. Sợ nó không ngay cho chứ. Dạ, ngay anh vậy ơi, ngay. Rồi hứa hẹn là chừng nào? Thì cái chuyện đó để chừng nào bùng phát mới biết anh vậy ơi. Bùng phát mà nói giống dịch quá. Bác làm chó nó sủa hơi ồn á. Thì nếu mà ví dụ như em tự tin được như vậy á, thì là nó tốt. Thì cũng hy vọng là nó y vậy đi. Chứ còn anh e ngại cho em á, là giống như trước đây anh phân tích cho em á, là sợ thì xa xôi như vậy đó. Thì kẻ bên kia người ở đây rồi không biết chừng nào mà cho thành được cái việc đó. Nhưng mà em cảm thấy nó em cảm thấy nó tự tin thì em chờ thôi. Rồi cổ có hứa là chừng nào về không? Chừng nào bùng phát, giờ nó không nói được anh vậy thôi. Chừng nào nó bùng phát. Mà bây giờ hết dịch rồi cổ về được rồi. Hết dịch cổ về được rồi, tại cổ không về thôi chứ. Thôi thì vậy bây giờ vậy. Việc đó thì anh không có dám bàn thêm. Em nói vậy thì anh cũng chúc mừng em. Thì khi nào nó có bùng phát thì báo cho anh biết. Cho anh đến anh mừng. Mà không biết cổ có giận anh không? Thời kỳ trước đây thì nói chuyện vậy không biết cổ có giận anh không? Nó em không biết anh vậy rồi, cái đó người em không biết có giận không đó, em không biết thì dạ, nó em không biết thiệt. Nếu vậy thì nếu mà cổ có giận anh á thì nói á là anh thì anh chỉ làm theo cái sự mà yêu cầu của cổ thôi chứ anh đâu có làm gì đâu mà giận ha, đúng không? Không cảm ơn thôi chứ giận gì đúng không? Có anh có kết nối thì cổ mới biết em chứ không kết nối thì đâu có biết được đúng không? Rồi vậy thì anh về đã nha. Bây giờ anh cũng chưa ăn tối rồi đó. Anh chưa ăn gì? Anh chưa ăn tối luôn. Trời ơi con không có lấy dừa đâu, đừng có đốn nữa tối rồi để bán được đồng nào rồi. Chứ... Đâu có bán anh. Thôi. Rồi. Đẹp quá giàu ha. Dạ. Nó nợ nhiều quá đây giàu ha. Dạ. Tết là coi như nở rộ luôn á. Dạ. Rồi bác về nha con. À đây con. Bác về nha. Dạ. Tội nghiệp. Dạ. Rồi cái cầu này rồi cũng em tính bắt lại mà em chưa ông kêu cho che ông mất đám dỗ ông dám đốn. Mà anh nói với em đó nếu mà em không có quyết tâm mà lấy vợ đi là quá nó lấy trước rồi nghe. Dạ không có đó, bây giờ em nói với anh Diễn nghe thì em cũng đã trải qua rồi. Thì ngày em nói em chưa nó lên lại vậy thì em chuyện đó em thì anh em đã trải em đã hiểu rồi. À, trải qua rồi ha. Trải qua một lần rồi phải không? Dạ. Rồi nay còn đòi tử nữa không? Dạ không hết rồi phải không? Vui vẻ lại rồi phải không? Dạ vui vẻ anh chị. Thì đôi bên vui vẻ có điện hàng ngày không hay là lâu lâu? Có điện nói chuyện mẹ hoài. Lâu lâu mới điện hay là điện không cũng có điện thường vậy hả? Rồi cổ có hứa chừng nào về cưới không? Chừng nào về bùng phát mới biết anh vậy ơi. Chứ giờ mà nói chừng nói là cực chết à. Chừng nào bùng phát rồi mới biết. Chừng nào bùng phát mới biết chứ đừng có hứa trước phải không? Lần hứa trước đúng rồi, anh cũng nghĩ vậy đó, không nên hứa trước bởi vì hứa trước lỡ không làm được á. Chào chị Tám. Dạ. Chị Tám khỏe không? Dạ khỏe. Là bánh hỏi hả? Dạ bánh dạ là bánh Tết đó chị ha.
nhiều quá. Rồi chào chị nha em về. Dạ. Bởi vì hứa trước đôi khi không được rồi lại tử tử nữa. Dạ, bùng phát lên biết anh vậy. Hứa trước rồi không làm được rồi lòi tử tử là anh cũng không muốn đâu. Dạ dạ. Nên là bây giờ em nói thật với em cũng đừng có kỳ vọng nhiều. Dạ. Cứ bình thản vậy đi. Dạ. Cái nơi gần gũi để anh muốn cho em không chịu. Dạ. Mà đi muốn nơi xa xôi. Dạ. Cái gì cũng giả giả hết trơn, không biết cái trong đầu có hiểu cái gì không mà cứ giả giả không à. Dạ. Đi Mỹ đâu có phải đơn giản đâu. Không có em đâu đi. Hả? Em đâu đi chứ? Không đi chờ cổ về thôi ha. Dạ. Chờ cổ về không biết cổ có về không. Chờ bùng phát không biết anh vậy chứ dạ. Chờ bùng phát à. Ủa sao làm gì cháy dữ anh vậy? Vào nhớ năm ngoái vào cái dịp này là mình đóng MV không? Dạ, nhớ chứ. Đóng MV ca nhạc á, làm Bác Đưa Thơ nhớ không? Nhớ nhớ. Vui quá ha. Dạ. Đây anh lấy hai chai dầu nước xanh đưa vô cho mẹ ha, hai chai hồi nãy anh đưa cho ông Điền rồi. Dạ. Này này gỡ này xuống chứ không gỡ này xuống cái hồi quên cái máy này luôn anh vậy. Rồi ok. Rồi đây em ha. Dạ, dạ. Rồi, vậy chúc sức khỏe gia đình em nha. Dạ em cho gọi là thăm chị với hai cháu mẹ anh vậy. Ăn Tết vui vẻ nha. Dạ dạ dạ. Rồi ok. Dạ. Rồi bye. Dạ.